Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sang một cái bài học tiếp theo là cái bài học tạo bảng kê chi tiết bán hàng. Cái bài này là chúng ta sẽ tạo một cái bảng kê bằng phương pháp lập trình VBA trong Excel. Bài này chỉ dành cho những bạn học nâng cao, đã có kiến thức Excel cơ bản rồi thì các bạn mới có thể là học và các bạn làm theo được. Thì ví dụ bây giờ mình có một cái bảng kê với cái nguồn dữ liệu là một cái bảng data rất là nhiều như thế này, mình mô phỏng như thế này. Bây giờ chúng ta cần tạo bảng kê cho từng cái khách hàng ở trong cái bảng data đó bằng cách là chúng ta chỉ việc chọn vào khách hàng ở đây, sau đó chúng ta bấm lọc, thì lập tức là mặt hàng mà cái khách hàng đó họ mua là chúng ta đã có được cái bảng kê của khách hàng đó rồi, và chúng ta chỉ việc in ra hoặc chúng ta chỉ việc là gửi cho cái khách hàng đó. Đấy. Tương tự như vậy cho những khách hàng tiếp theo, chúng ta chọn khách hàng, sau đó chúng ta bấm lọc. Đó, thì lập tức là cái bảng kê của cái khách hàng đó nó sẽ liệt kê toàn bộ những cái mặt hàng mà liên quan đến khách hàng đó. Và chúng ta có thể kiểm tra, ví dụ như trường hợp khách hàng là Mr. Cảnh Excel 3 này. Đấy, mình kiểm tra xem là số lượng mặt hàng mà cái khách hàng này mua là bao nhiêu, thì chúng ta có thể là kiểm tra, chúng ta lọc là chúng ta kiểm tra. Các bạn nhìn thấy là 215, số 215 tức là có 215 dòng, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sang cái bảng data này, chúng ta thử lọc, chúng ta kiểm tra, đúng không ạ? Khách hàng số 3, đúng không ạ? Chúng ta lọc ra và chúng ta cũng kiểm tra, thì các bạn sẽ thấy là 215 dòng, đúng không ạ? Đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn có thể tạo được cái bảng kê như thế này. Đây là một cái tình huống thực tế, đúng không ạ? Đấy, trên cơ sở dữ liệu mô phỏng. Đó, thì chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái cửa sổ soạn thảo code VBA ra bằng cách là các bạn sẽ chọn vào thẻ developer. Còn nếu mà bạn nào mà không biết lấy cái thẻ này ra, các bạn hãy xem những cái video trước của mình. Để các bạn chọn vào thẻ developer, sau các bạn chọn Visual Basic. Đó, thì đây là cái đoạn code mà mình đã viết trước rồi. Bây giờ mình sẽ viết lại cho các bạn xem. Mình sẽ chuột phải vào bên này và mình chọn là Insert, chọn Module để mình thêm một cái module mới. Đó, thì mình sẽ viết sub như sau. Sub, mình sẽ viết nhanh để cho cái video nó ngắn các bạn nhé. Sub nọc khách hàng. Chỗ này tên sub các bạn viết liền cho mình, nọc khách hàng. Đó, xong các bạn enter xuống, các bạn enter thoải mái bao nhiêu cái cũng được nhé. Rồi, sau đó mình sẽ cần những cái biến như sau này. Dim i add long. Đấy, k add long. Đấy, khách hàng. Đấy, add string. Đấy. Rồi, rlg mình sẽ dùng cái biến rang các bạn nhé. Nguồn. Đấy. Add rang. Đấy. Phẩy rng dict add rang. Đấy, dòng cuối add no. Đây là những cái biến mình cần sử dụng ở trong cái tình huống này. Đây các bạn nhé, đây là những cái biến mà mình sẽ cần dùng để giải quyết trong cái tình huống này. Sau khi mình có biến rồi thì mình sẽ gán giá trị cho biến, dòng cuối sẽ bằng. Ở đây các bạn quan sát cái bảng data nằm ở sheet 1, đúng không? Bảng data nằm sheet 1, bảng kê nằm ở sheet 2. Đấy, cái bảng nguồn của chúng ta là bảng data này nằm cho sheet 1. Thì mình dòng cuối mình sẽ tính theo cái cột B này. Đó, mình sẽ viết câu lệnh tìm dòng cuối theo cái cột B ở sheet 1 đó. Sheet1.rank. Đấy, theo cột B các bạn nhé. Cột B này, các bạn cứ viết đúng như mình. Sau mình để cái bảng dữ liệu này ở dưới cái đường link của video, các bạn có thể tải về và các bạn làm theo nhé. Round s cao chấm n xl up. Đấy, đóng ngoặc chấm round. Đó, đây là một cái câu lệnh tìm dòng cuối, nó sẽ xác định cái dòng cuối cùng có dữ liệu ở trong cái bảng data của chúng ta các bạn nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ phải thiết lập cho cái vùng dữ liệu nguồn của chúng ta. Thì mình sẽ set rang nguồn
mở ngoặc ra dữ liệu nguồn. Đấy, nguồn nó sẽ bằng bằng là từ cái cột tính theo từ cột B các bạn nhé, tính từ cột B đến cột H đúng không? Từ cột B đến cột H thì chúng ta sẽ sheet 1 chấm rang. Đấy, tính từ cột B đúng không ạ, từ B4 đúng không ạ, B4 đến H nối với dòng cuối đúng không ạ, bởi vì cái bảng data của chúng ta có thể nhập thêm đúng không ạ, chúng ta có thể nhập thêm dữ liệu, cho nên là chúng ta sẽ thay vì là chúng ta viết con số cụ thể thì chúng ta sẽ viết cái dòng cuối. Đấy, thì nó sẽ thay đổi liên tục các bạn nhé. Đấy, rồi tiếp theo đấy là cái vùng dữ liệu nguồn, tiếp theo là chúng ta sẽ thiết lập cho cái vùng dữ liệu đích. Đấy, set rng đích, chữ d nào là đích các bạn nhé. Đấy, sheet 1 này chấm rang này. Đấy, cũng tương tự như thế, đích thì chúng ta là cái bảng kê này đúng không ạ, bảng kê này đó, thì mình sẽ không lấy cái này, mình sẽ chuyển qua, mình sẽ copy cái sheet này để sang một cái sheet mới các bạn nhé. Đó, đấy, bảng kê 2. Đấy, bảng kê 2 nhé, chúng ta sẽ làm trong cái bảng bảng kê 2 này. Đó, bảng kê 2 của chúng ta lúc này nó là sheet 4 các bạn nhé, thì chỗ này chúng ta sẽ để là số 4. Đấy, từ ô bao nhiêu các bạn, là chúng ta kiểm tra nhé, từ ô A6 đúng không ạ. Đấy, từ A6 cho đến cột nào các bạn, cột cột F đúng không ạ, là những cái cột có dữ liệu A6 đến cột F. Đấy là F, chúng ta nối với dòng cuối đúng không ạ, nối với dòng cuối, và sau đó chúng ta cộng với thêm số là ở đây là từ B4 thì chúng ta từ B6 là chúng ta phải cộng thêm 2 nữa đúng không ạ, tức là sao cái vùng vùng nguồn của chúng cái vùng đích của chúng ta nó phải bằng cái vùng nguồn. Đấy, bằng hoặc lớn hơn cái vùng nguồn các bạn nhé. Đấy, bởi vì cái vùng nguồn của chúng ta là từ B4, tức là dòng ấy, số lượng dòng nó phải tương ứng bằng nhau. Đấy, cái vùng đích này này. Đấy, chúng ta vì chỗ này là B4 mà chỗ này là A6, cho nên là chúng ta đây là dòng số 4, đây là dòng số 6, cho nên là chúng ta phải cộng thêm hai dòng nữa để cho cái vùng đích nó phải bằng với cái vùng nguồn. Các bạn nhé, chú ý điểm này. Rồi, tiếp theo là cái ô khách hàng đúng không ạ? Ô khách hàng là cái ô này. Đó, thì chúng ta sẽ cần phải thiết lập cho nó là khách hàng sẽ bằng là sheet 4 đúng không ạ? Chúng ta đang làm việc với sheet 4. Chấm rang. OC3. OC3. Đấy, chấm value. Đó, chúng ta viết cái ô khách hàng nó bằng cái giá trị của cái ô C3 ở trong sheet 4 các bạn nhé. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cho cái giá trị K lúc này, K nó sẽ bằng 0. K nó bắt đầu chạy từ 0. Đây là toàn bộ quá trình, đây là chúng ta khai báo biến này. Đấy, khai báo biến này. Sau đó là đây là chúng ta gán giá trị cho biến này. Đúng không ạ? Rồi. Đấy, mình dấu phẩy một cái mình bấm như này để các bạn biết là để nó riêng biệt ra như thế để các bạn dễ nhìn thôi, chúng ta không cần phải làm như vậy cũng được nhé các bạn nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng một cái vòng lặp như sau, for i sẽ bằng 1 to dòng cuối. Đó, rồi có for thì có next các bạn nhé, next đấy ở dưới này. Rồi mình tab vào một cái for i bằng 1 to dòng cuối. Rồi, bây giờ mình dùng một cái hàm if này. Nếu mà cái vùng dữ liệu nguồn ấy, vùng dữ liệu nguồn ở cái cột mà cột khách hàng này này, cột khách hàng data này, khách hàng là cái cột 3 này này, 1, 2, 3, đúng không ạ? Đấy, tức là y,3. Cột 3 đó mà nó bằng KH. Đấy, tức là cái giá trị ở cái cột này này mà nó bằng với cái ô này này đúng không ạ, KH là cái ô đó, thì lúc này chúng ta đen thì chúng ta end if luôn để chúng ta không bị quên. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ cho K nó sẽ bằng K cộng 1. Đấy, rồi tiếp theo
Đấy, khi đó thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu RNR nguồn RNR đích các bạn nhé. Đấy, K,1 sẽ bằng RNR nguồn. Đấy, y phẩy bao nhiêu các bạn? Đấy, chúng ta lấy ngày trước đúng không? Ngày nó ở cái cột 1,2, y phẩy 2, y phẩy 2. Đó, sau đó chúng ta sẽ copy cái dòng này và chúng ta sửa cho nó nhanh các bạn nhé. Đó, các bạn cứ xem và làm theo mình các bạn nhé. Rồi, đấy là được trường hợp thứ nhất. Chỗ này sẽ là cột 2 này, cột 3, đấy, cột 4, cột 5 và cột 6. Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra. Đấy, mã hàng nó ở cột số 1 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ sửa ở chỗ này y phẩy 1. Tiếp theo, số lượng nó ở cột số mấy các bạn? Số lượng ở cột số 4 đúng không ạ? Cột số 4. Số lượng cột 4. Số lượng cột 4. Số lượng đơn giá. Tiếp theo đơn giá cột 5 đúng không ạ? Đơn giá cột 5. Đơn giá cột 5. Đơn giá cột 5 thành tiền. Đó, thành tiền 6, vận chuyển là 7. Đấy. Đơn giá cột 5 thành tiền là 6 này. Đấy, vận chuyển là 7. Rồi, đó, đây là chúng ta đã có được một cái đoạn code như vậy. Tiếp theo nhé, bây giờ mình xóa cái đoạn này đi, xóa cái phần này đi. Đấy, nếu mình xóa như này, mình xóa bằng tay như thế này ấy, mình xóa bằng tay như thế này. Bây giờ mình thử chạy code nhé, mình thử chạy code cho các bạn xem. Mình bấm vào đây xem nó có đúng không. Mình chạy này, đó, nó ra rồi đúng không ạ? Đấy, mình chạy code nó ra. Đấy, nhưng mà tuy nhiên ấy, ví dụ khi mà với cái trường hợp này đấy, thì các bạn thấy là nó đóng khung cho mình sẵn, là bởi vì vô tình cái khách hàng này nó trùng với cái code của mình. Bây giờ mình chọn cái khách hàng khác, thì khi mà mình chạy code ở đây này, mình phải xóa bằng tay đi đúng không? Nếu mà mình xóa bằng tay như thế nó không hợp lý, nhưng mình xong mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đấy, để cho mình cho các bạn xem nhé. Khi mà nó chạy như vậy ấy, mình bấm chạy này. Đó, thì các bạn thấy này. Đó, khách hàng số 2 nó đóng khung cho mình. Đấy, tuy nhiên á, là các bạn thấy là chúng ta phải xóa bằng tay như vậy thì nó rất là bất tiện. Cho nên là chúng ta sẽ tạo một cái code để nó tự xóa cho mình trước khi mình chạy một cái khách hàng khác. Đó, thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sheet 4 này chấm rang. Đấy, chấm rang này. Sau đó chúng ta sẽ xóa từ ô A6 A6 cho đến cột G đúng không ạ? Từ A6 cho đến cột G mình cho là 100.000 đi. Đấy, 100.000. Đó, ví dụ như vậy. Mình chấm clear để mình xóa hết. Đó, rồi bây giờ mình bỏ cái nút này đi các bạn nhé. Đây là nút của cái code trước. Đấy, thì mình sẽ bỏ nó đi và mình sẽ tạo một cái nút khác cho các bạn biết cách làm theo như vậy. Mình vẽ một cái hình ra. Đó, sau đó mình chọn cái hình cho nó, mình chọn cái màu này đi. Mình chuột phải và mình chọn viết chữ vào. Đấy, lọc khách hàng. Đó, mình viết ví dụ như vậy. Rồi, bây giờ mình gắn code vào cái nút này. Chuột phải này, chọn Assign Macro này. Mình chọn lọc khách hàng này. Phía dưới này mình chọn Disk Workbook, là mình chỉ làm ở trong cái file này thôi. Mình chọn OK. Đó, rồi bây giờ mình bấm lọc khách hàng này. Bấm lọc. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, thì nó sẽ ra như thế này.
Đó. Sau khi mình xóa đi, mình chọn, mình thay đổi khách hàng khác. Bấm lọc. Đó thì nó ra như này. Đúng không ạ? Tiếp tục mình chọn vào đây. Bấm lọc thì nó ra như này. Thì các bạn thấy là cái cột ngày này nó không hiện ngày mà nó hiện số đúng không? Đó. Rồi đây nó không phân cách hàng nghìn cho chúng ta này. Đúng không ạ? Và chúng ta cần phải kẻ khung cho toàn bộ nó này. Đúng không? Kẻ khung này. Và tiếp theo là chúng ta gì? Cần phải cộng tổng ở phía dưới này đúng không? Đấy. Thì chúng ta sẽ cần phải làm thêm một vài bước nữa để cho nó hoàn hảo hơn. Đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta làm như thế nào? Rồi. Chúng ta sẽ viết cái đoạn code ở dưới cái phần next này các bạn nhé. Đấy, các bạn sẽ viết ở dưới cái phần next này. Đó, thì chúng ta sẽ viết như sau này. Sheet. Chúng ta sheet kết quả nó là sheet 4 các bạn nhé. Đấy, chấm rem. Đấy, các bạn cứ viết đúng như mình. Mình sẽ tính từ ô A5 này. Từ A5 này. Đấy. Rồi. Đấy. Mình chấm. Đấy. Mình viết từ ô A6 để cho nó dễ nhé. A6 này. Chấm này. Đấy, thì chúng ta sẽ định dạng ngày cho cái cột đấy đúng không ạ? Thì có phải là chúng ta sẽ chấm resize. Đấy, mình nhấn Ctrl Space này. Đấy, K dòng và một cột đúng không ạ? Đấy, chấm number format. Đấy, bằng. Đấy, shift thăng 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 như thế này. Đó, bây giờ mình bấm chạy này. Đó, các bạn thấy quên, đây là phân cách hàng nghìn đúng không ạ? Ngày tháng thì chúng ta sẽ để là đây đây mân mân dìa dìa các bạn nhé. Đó, và mình chạy code này các bạn nhìn kết quả nhé. Đó, các bạn thấy chưa, là nó đã định dạng ngày tháng cho mình rồi. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ cần phải kẻ khung cho nó đúng không ạ? Đấy, chúng ta cần phải kẻ kẻ khung cho nó. Hoặc là chúng ta định dạng phân cách hàng nghìn trước cũng được. Đó, thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu định dạng phân cách hàng nghìn cho nó như sau. Đấy. Thì kết quả của chúng ta bắt đầu nó luôn luôn là cái từ cái ô ô C6 này đúng không ạ? Đấy. Ô C6. Thì mình sẽ copy cái khúc này để mình sẽ viết cho nó nhanh nhá. Đấy, mình định dạng phân cách nghìn từ ô C6 này. Đó, chấm. Đó. Chúng ta sẽ resize nó ra. Mở rộng kích thước nó ra. Resize là mở rộng kích thước. Đấy, K dòng và bao nhiêu cột các bạn? 4 cột. 1 2 3 4 cột các bạn nhé. Đấy. 4 cột. Chúng ta định dạng phân cách hàng nghìn đúng không ạ? Number format bằng. Đó. Rồi. Đấy, chúng ta thử chạy code xem, bấm chạy. Ok, nó phân cách hàng nghìn cho chúng ta rồi đúng không ạ? Rất nhanh chóng. Rồi tiếp theo, sau khi chúng ta phân cách hàng nghìn rồi, bây giờ chúng ta muốn kẻ khung cho nó đúng không ạ? Đấy, chúng ta kẻ khung cho nó. Thì chúng ta bắt đầu kẻ khung từ ô A5 đúng không ạ? Đấy. Mình cũng sẽ copy cái phần này để mình sửa cho nó nhanh nhé. Đấy, chúng ta sẽ tính mốc từ ô A5. Đấy, từ A5 này, resize là resize K cộng 1 dòng. Đấy. Về số dòng là chúng ta thêm 1 dòng này. Cột thì bao nhiêu cột các bạn? 1 2 3 4 5 6 7 cột. 7 cột các bạn nhé. 7 cột. Đấy. Sau đó chúng ta chấm này, border. Border là kẻ khung các bạn nhé. Chấm line size. Đấy, bằng 1. Đó. Rồi. Bây giờ mình bấm chạy code này, chạy này. Đó, các bạn thấy nó kẻ khung cho mình rồi đúng không? Đó. Nó kẻ khung cho mình rồi. Đúng không? Sau khi kẻ khung xong ấy thì chúng ta muốn là tính thêm một cái chữ tổng ở đây, sau nó cộng tổng lại đây cho mình, đúng không? Tổng các cái cột này lại cho mình và tô đậm cho nó. Đấy, chúng ta làm từng bước một. Thì chúng ta làm như sau. Đấy, chúng ta cũng xuất phát từ A5 nhé. Đó, xuất phát từ A5. Các bạn chấm offset để mình di chuyển con trỏ xuống phía dưới. Di chuyển bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ di chuyển là K hàng và 1 cột.
Đó. Ca hàng không cột, không cột, chúng ta không di chuyển cột, vẫn là cột đấy, như di chuyển ca hàng chấm value. Đấy, như chúng ta phải ca cộng một dòng, chúng ta sẽ ghi nó vào cái ô dưới cái dòng có dữ liệu đó, thì chúng ta thêm về cộng với một, và chúng ta chấm value bằng đấy total. Đấy, chúng ta thử xem nó có đúng không nhé các bạn nhé. Rồi, ok, mình thử chạy code này. Ok, các bạn thấy nó có chữ total rồi đúng không? Rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ tính tổng cái phần này đúng không? Tính tổng, đấy, tính tổng những cột này lại, tính từ cột C đúng không ạ? Cột C, đấy, thì mình sẽ copy nguyên cái đoạn này. Đó, chúng ta tính từ cột C5, đấy, offset di chuyển ca dòng chấm, chúng ta tính tổng cho nó, mình sẽ dùng công thức là formula R1C1 các bạn nhé. Formula R1C1 control space này, mình nhấn tab để mình chọn này, bằng nhai kép đấy, bằng sum sum này, mở ngoặc đóng ngoặc này, đây mình tính từ RC này, RC RC đến RC đó, tức là mình tính tổng từ cột nào, thì các bạn thấy có phải là tổng của chúng ta tính từ cái cột là tính từ là ô C6 đúng không ạ? Đấy, C6 đến cái ô mà sau cái ô này đúng không ạ? Sau ô này thì chúng ta sẽ là viết như sau, R6 là dòng số 6, cột thì cùng cột thì chúng ta bỏ trống không ghi, đến RC trừ 1, chỗ này các bạn viết trừ 1 cho mình. Đấy, trừ 1 để trong dấu ngoặc vuông các bạn nhé. Đó. Rồi bây giờ mình thử chạy code xem. Bấm ok, nó đã cộng được cột này rồi. Tuy nhiên là mình phải tính cho cả những cái cột này nữa đúng không? Tính cho cả những cột này nữa. Cho nên là mình sẽ thêm cái chỗ này. Đấy, chấm chỗ này là resize mở rộng nó ra. Đó, mở ngoặc dòng thì chúng ta sẽ một dòng thôi, nhưng mà cột ấy, thì chúng ta sẽ cho bốn cột đúng không ạ? Đấy, đúng là bốn cột, là 1, 2, 3, 4 cột đúng không ạ? Rồi mình thử chạy code này, bấm chạy, ok, đó các bạn thấy chưa, nó tính tổng cho mình rồi. Tuy nhiên bây giờ mình muốn cái dòng này nó phải tô đậm lên cho mình đúng không? Đó, thì mình làm như thế nào, tô đậm lên cho mình thì mình sẽ copy cái đoạn code này. Đó, mình sẽ đặt ở tại vị trí ô A5 nhé. A5 này. A5 chỗ này mình sẽ chấm chấm phông. Đấy, chấm bâu. Đấy, chấm phông chấm bâu và cho nó bằng chu. Đó, là nó sẽ tô đậm cho mình, đúng không ạ? Rồi. Mình thử chạy nhé. Bấm chạy. À, rồi. Sau đó chỗ này mình thiếu chỗ resize, mình phải từ đây đến đây nữa, 1 2 3 4 5 6 7 đúng không ạ? Resize ra 7 7 cột đúng không? Chúng ta chấm resize. Đấy, một dòng đúng không? Một dòng và 7 cột. Đó. Rồi, mình bấm chạy này. Đấy, mình chọn lọc theo khách hàng đúng không ạ? Chọn run. Ok, các bạn thấy chưa? Đó, là nó sẽ tô đậm cho chúng ta rồi. Bây giờ mình chọn khách hàng khác nhé. Đó, mình chạy bấm lọc khách hàng này. Ok, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Thấy hay không? Đó, bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và các bạn hãy tải cái file này về và các bạn có thể làm theo. Đúng không? Nếu bạn nào muốn giỏi Excel, các bạn có thể liên hệ với mình. Đó. Đấy, như thế này là các bạn có thể cứ thế các bạn in ra nó ok rồi. Đúng không? Đó, bây giờ chúng ta kiểm tra xem nó đúng hay không. Đấy. Khách hàng số 1 đúng không? Bấm khách hàng số 1. Đây là phần 1 nhé. Bữa sau mình sẽ dạy các bạn cách là tạo khi mà có lọc bảng kê theo cái điều kiện ngày tháng nữa. Đó, đúng không ạ? Đó. Rồi, bây giờ mình kiểm tra nha, mã này có tổng là 216 dòng đúng không ạ? 216 dòng. Đấy.
và số lượng là 72.159, chúng ta kiểm tra xem là có đúng không. Đấy, khách hàng số 1 này. Đó, Mr. Cảnh Excel số 1 này. 216 dòng, các bạn kiểm tra đúng không? 216 dòng. Đúng ạ. Đấy, rồi chúng ta kiểm tra xem cái số lượng, những con số của chúng ta xem có đúng không các bạn. Đó, 72.159 của chúng ta là 72.159. Đấy, tương tự như con số khác các bạn có thể kiểm tra và chính xác đấy các bạn nhé. Đó, thì đây là mình đã hướng dẫn nhanh cho các bạn cách tạo một cái bảng kê chi tiết theo khách hàng. Đó, thì cái chỗ này mình dùng data validation các bạn nhé. Đấy, nếu các bạn muốn tạo như thế này để chọn danh sách, chọn đơn giản các bạn chọn vào ô đó, sau các bạn chọn data này, sau đó các bạn chọn là data validation và các bạn chọn data validation. Đấy, tại cái mục này các bạn sẽ chọn list. Đấy, chọn danh sách, sau đó các bạn sẽ quét chọn. Đấy, quét chọn vào cái bảng danh mục đây. Đấy, mình sẽ chọn một cái bảng danh mục này, sau đó các bạn bấm ok. Đấy, là nó sẽ có được cái bảng danh mục như thế này để cho chúng ta lựa chọn. Các bạn chọn nó, bấm lọc, đúng chưa? Các bạn thấy chưa? Khách hàng 2 đúng không ạ? Chúng ta kiểm tra xem bao nhiêu dòng đúng không? Chúng ta làm xong chúng ta phải kiểm tra 215 dòng đúng không ạ? 215 dòng. Chúng ta kiểm tra khách hàng 2 xem là có đúng không ạ? Khách hàng 2. Đó, cần chọn ship mũi tên xuống. 215 dòng đúng không? Chúng ta kiểm tra con số lượng tổng này. Các bạn thấy là 68.387 đúng không ạ? Đây con số ở góc này các bạn xem nhé. Đây của chúng ta là 68.387. Vậy là chính xác rồi. Đó, đấy, mình là Mr. Cảnh Excel. Nếu mà các bạn muốn giỏi Excel, các bạn có thể liên hệ với mình. Còn không, các bạn có thể xem trên kênh của mình. Mình có cập nhật kiến thức liên tục. Đó, mình hướng dẫn các bạn miễn phí ở trên YouTube. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những cái bài học tiếp theo.